trời ơi trời sao mà hôm nay nóng được quá ta. Ủa cái gì vậy? Trên lưng mình có gì vậy? Ủa có cái gì trên lưng mình vậy trời? Trời ơi sao cái mặt mình già quá vậy? Ôi cái gì vậy? Cơ bụng 6 múi luôn. Wow. Ui, chẳng lẽ hôm nay mình lại ngủ mình đã biến thành một nhân vật nào đó khác nữa hay sao? Ủa đây là ai ta? Sao tự nhiên nhìn cơ bắp cuồn cuộn các kiểu vậy? Ủa kỳ vậy ta? Ui, có cây búa của Thor nè. À, cây búa của Thor chắc là cây búa lần trước mà hình như nó chưa có bị biến mất nè. Ui, để xem qua, khoan từ từ, ông này là ai vậy? Nhìn ông này lão quá. Ủa mà coi, nhìn anh em nhìn kìa, cái râu của ổng mà đưa lên tới trên cái lỗ tai luôn. Trời ơi, cái cọng râu của ông này dài dữ à. Trời, mà cái mặt của ổng nhìn ghê quá, nhìn sợ quá, nhìn dữ quá. Ôi, wow. Ủa mà trên lưng có cái gì nữa đây? Mình thấy trên lưng của mình có ký hiệu gì nè anh em. Ủa, các bạn ơi, các bạn biết đây là ai không? Bạn nào biết hãy để lại bình luận cho mình biết nha. Các bạn có 5 giây để lại bình luận nha. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, còn bây giờ mình phải lên mình search Google để mình coi ông này là ai kìa đã. 1 hour later. À, trời ơi anh em ơi, mình biết rồi. Sau khi mà lên trên mạng tìm hiểu á thì mình mới biết được ông này chính là râu trắng anh em ơi. Thì có bạn nào coi One Piece không? Trời ơi, bạn nào có coi One Piece chắc chắn các bạn sẽ biết đến ông này đó. Ông này chính là ông râu trắng nè. Mình nghe nói ông này được mệnh danh là người khỏe nhất trái đất luôn. Trời ơi, khỏe nhất thế giới luôn đó. Ui, khỏe nhất thế giới hả? Không biết là ông cả cầm có cầm được cây búa của Thor không ta? Không biết là ông này ông khỏe nhất thế giới, ông có cầm được cây búa của Thor không nha. Đâu để mình thử coi. Lấy cây búa của Thor. Ui, cầm được nè. Ui, ông này đúng chất là người khỏe nhất thế giới luôn anh em ơi. Cái búa của Thor mà ổng cầm được luôn. Ghê thiệt. Ôi, để lại. Trời ơi, ghê. Ôi, ông này người khỏe mạnh nhất thế giới luôn hả? Trời. Vậy bây giờ mình qua bên đó mình gặp được mấy cái ông mà mạnh khỏe hơn mình, không biết mình đánh lại mà ổng không ta? Trời ơi, với lại là ông này nghe nói là ông này là ổng có là ngục thiên trưởng chuyên đi tìm kho báu luôn. Trời ơi, nghe ngầu ghê luôn á. Ok, giờ mình phải đi qua trường mình thử có ai sợ mình không cái đã. Mình cá chắc luôn anh em là qua bên trường ai mà nhìn thấy cái mặt của mình thôi còn thấy sợ mà. Nhìn nè, trời ơi, cọng râu của ổng mà dài lên tới lỗ tai luôn. Trời ơi, nhìn cái ông này ngầu vải trưởng, cơ bụng 6 múi nữa. Trời ơi, đúng là râu trắng mà. Mình phải đi qua bên đó để mình khoe với mọi người bên trường mới được. Đi thôi, đi thôi. Ôi, mọi người ơi, tôi biết anh râu trắng nè. Trời ơi, đỉnh cấp quá. Trên lưng còn có hình xăm nữa nè anh em. Trời ơi, trên lưng có hình xăm nữa nè. Vải nồi thật, hình xăm. Ôi, ghê. Ok, đi qua trường để khoe coi. Không biết có ai đây không ta? Ta là râu trắng đi. Có ai đây không? Ủa sao không có trong trường vậy? Thôi để mình đi ra ngoài sân bóng coi không biết có ai không. Ui, bên kia có ai kìa. Ủa, ông này là ai nhìn lão quá ta? Đâu phải ông bán táo đâu nha. Ủa. Ui. Ở ngoài đây cũng có quá trời người nhìn lạ hoắc luôn anh em ơi. Wow. Ủa, chỗ này có cái gì đây? Chỗ này là sân để chạy bộ mà sao mấy người này bày cái gì ra đây vậy? Cái gì đâu mà vòng rồi tạ rồi cái gì gì xà để leo cái gì các kiểu kiểu vậy? Ủa anh ơi, chỗ này là mọi người đang làm gì vậy? Có gì đâu chú em. Thì thật ra là bọn tôi đang dọn mấy cái đồ này ra để tập luyện á mà. Trời ơi, bọn tôi chính là dân cử tạ đó. Thấy cơ bắp của tôi cuồn cuộn không? Trời ơi, bọn tôi là dân tập thể hình đó, dân tập gym đó. Trời ơi, 6 múi cuồn cuộn đó. Cái gì? Trời ơi, mấy người nghĩ sao vậy? Đây chính là cái sân bóng của trường học. Cái này cái này là cái sân chạy bộ của trường học, là đất của trường. Nhưng mà mấy người dám vào đây, mấy người đem mấy cái vòng, mấy người đặt ra, mấy người đặt mấy cục tạ trong đây. Đâu cục tạ đâu, để coi. Trời ơi, cục tạ nữa hả? Để khinh thử coi. Cục tạ nặng quá vậy? Ủa, cục tạ này sao khinh nặng quá? Cục này nhiêu ký vậy? Chắc cỡ 100 kg luôn à. Ủa nhưng mà không được, cái này là ông có dám quýnh tôi luôn hả? À, lão mấy ông này lão quá anh em ơi nha. Cái này là sân của trường mà học mà dám đi vào đây à, mà xây dựng trái pháp luật ha. Trời ơi, mấy người đang chiếm tài sản đất đai của trường, mấy người có biết không? Thằng nhóc này láo thật chứ. Nghĩ sao vậy? Đây là đất của trường thì sao? Bọn ta muốn tập ở đâu đó là chuyện của bọn ta, không liên quan đến người. Biến. À, mấy người dám kêu tôi là thằng nhóc hả? Mấy người không thấy cái mặt của tôi già ơi là già hả? Xin giới thiệu với mấy người, tôi chính là râu trắng, là người đàn ông khỏe nhất thế giới. Mấy người dám vào trong trường ha, chiếm đất của trường rồi bây giờ còn dám chửi tôi nữa ha. Có giỏi thì nhào vô đây. Tôi là râu trắng nè, không sợ ai hết á. Nhào vô đây. Trời, cái gì mà đâu quá vậy? Tôi kêu mà nhào vô đây là nhào một người thôi mà làm gì ghê quá vậy? Mấy người không biết tôi là người mạnh nhất cái trái đất này hả? Mấy người ghen, mấy người quýnh tôi hả? Ok, chắc hết luôn á. Nhào vô đây. Mấy người đánh đâu á. Ây da, sao kỳ ta? Mình là người mạnh nhất trái đất luôn mà tại sao mình đánh không lại mà họ vậy? Trời, cái gì vậy? Trời, là làm cách nào đi? Chạy thôi, giờ biết cách nào giờ chạy á. Dạ, em xin lỗi ba anh. Dạ, đừng đánh em nữa, em xin lỗi. Chạy. Trời ơi mọi người ơi, trời ơi, chạy về nhà thôi, ông thôi bị đập chết quá.
trời ơi trời, anh em ơi thiệt chứ không biết sao luôn, mấy thanh niên này trời ơi, dữ quá trời là trời, chén ghê luôn á. Biến thành rau trắng tưởng là ngầu lắm, ai dè đâu, yếu xìu à, đánh không lại mấy thằng đó. Ồ mà mấy thằng nó to con ghê, anh em nó bự gấp đôi mình luôn á. Nhưng mà tức quá à, trời là trời, tại sao mình lại không đánh lại chứ. Ôi xăm hình nhìn ghê gớm vậy mà đánh không lại là sao. Rồi là trời ơi, chén ghê, thôi ngủ, biến thành nhân vật khác vậy, mệt quá. Ủa nhưng mà Ủa cái búa của Thỏ rồi, sao biến mất rồi, còn lại được có cái quả gì xanh xanh vậy. Ủa mà tự nhiên nó lại xuất hiện cái trái này là sao ta. Ủa chẳng lẽ là rau trắng ổng có cái trái này hả ta. Ủa mà trái này trái gì vậy ta, để lên coi coi. Lên Google coi mới được. Để coi. À trời ơi anh em ơi, trái này chính là trái ác quỷ. Wow trời ơi, mình không biết được là trong cái phim của cái ông này là có trái ác quỷ luôn, nghe cái tên nó ngầu quá ha. Mà hình như trái này là trái gura gì đó, mình không biết nữa. Nếu các bạn nào biết trái này á, ăn vô sẽ được cái gì các bạn nhớ bình luận cho mình biết nha. Còn nhìn nó lạ quá, để mình lấy thử coi. Ôi wow, trời ơi coi trời ơi anh em nhìn kìa, cái trái ác quỷ nó bự gì đâu mà nó bự. Trời ơi cái này mà đập đầu trâu cũng chết nữa trời, đập chắc nét cái đầu con trâu luôn quá. Trời ơi đập nè trời ơi, cái trái nó bự như là trái sầu riêng luôn. Ôi nhưng mà ăn được không ta, đâu mình ăn thử coi. Nhầm trời cũng khá là ngon ha. Nhầm ủa cái gì vậy? Ủa sao tự nhiên bây giờ thấy mình cao quá ta. Ủa cái gì vậy? Ủa phan từ, ôi sao tự nhiên giờ mình bự con quá vậy. Ôi bình thường mình lùn có chút xíu, còn giờ mình cao đến tận cái tủ sách luôn nè anh em ơi. Trời mình cao như vậy, ui chẳng lẽ mình ăn cái trái này vô là mình có thể có được sức mạnh sao. Trời ơi mình bự con quá. Ôi mình đi ra ngoài coi thử coi. Trời ơi chui ra ngoài coi. Trời ơi anh em nhìn mình nè, trời ơi mình đúng bự con luôn anh em, mình cao ơi là cao luôn. Ồ để mình đi ra ngoài coi. Kẹt coi giờ sao đi ra ngoài. Kẹt coi hãy chạy nè, đi ra ngoài. Ôi trời mày quá. Ôi bây giờ mình cao nổi mà đứng đây mình hái mấy cái trái khới được luôn nè. Trời ơi hai trái ăn coi. Trời ơi mình cao ơi là cao luôn. Wow ôi khỏi đi mà tôi ăn cái trái khới gì đâu mà nó cứng như cục đá vậy, lấy nãy giờ không được. Ôi nhưng mà phải công nhận là mình bự ơi luôn anh em coi nè. Trời ơi mình bự ơi không. Wow trời ơi được rồi, bây giờ là cái tụi mà tập kim gì đó ở bên trường kỳ này chết với mình rồi. Mình bự con hay mình bự hơn bọn nó luôn, bây giờ mình qua mình đập đầu bọn nó luôn nè. Trời ơi bọn mày chết với tao rồi. À kỳ này là tụi bay chết tao rồi. Quay cái tụi tập thể hình kia, quay không nghe tao nói gì à, quay qua đây nhìn hết coi. Quay tụi mày hay biết tao lại không, nhớ tao lại không. Tao là cái thằng hồi sáng bị tụi bay đánh nè, tụi mày ghen á, tụi mày dám đánh tao. Tụi mày đã lấy cái gì đất của trường rồi, tụi mày còn đánh người dân nữa hả. Tụi mày chết tụi mày rồi. Tụi mày kỳ này tụi mày chết tụi mày với tao rồi. Ok được rồi, bây giờ tao sẽ xử hết đám tụi mày. Tụi mày dám bao dây tao lại hả. Trời ơi tụi mày không biết hả, tao ăn trái ác quỷ vô cho nên bây giờ tao đã mạnh hơn lúc trước rất là nhiều rồi. Tao đánh tụi mày không được đúng không, đánh mỗi cái không được, giờ đấm một cái tụi mày chết luôn nè. Đấm nè trời ơi chết queo. Ủa đấm hai cái mới chết hả. Đấm nè solo đập hết, đập nè. Mày nhào vô đây. Ôi, trời ơi đông quá vậy trời ơi. Thôi cũng được, cậy đông vậy hả, hãy xem sức mạnh của đâu trắng đây. Đầu trắng hả. Đấm nè rơi xuống dưới hết. Đập nè trời ơi, cú đấm của râu trắng là đấm một phát là nứt đứt luôn anh em ơi. Đập nè trời ơi, rồi ở dưới đó hết luôn đây mấy cưng. Hồ anh em ơi, râu trắng mạnh đến nỗi mà đấm đến nỗi mà nứt luôn cả không khí, nứt luôn cả đất luôn anh em ơi. Wow lên đây trời ơi chết queo hết rồi. Bây giờ ta xuống ta xử hết tụi mày luôn nè. Ở dưới đây là không lên được đâu, bây giờ ta xuống ta xử hết. Nhảy đây xuống đây nào. Đập nè nhảy đây chơi hết. Trời tụi mày quýnh tao như gãi ngứa vậy đó. Nhào vô đây. Râu trắng nè. Ờ còn hàng trốn hả? Lại đây coi. Râu trắng. Ôi đập coi cái hơi chết luôn. Trời ơi râu trắng siêu khỏe luôn anh em ơi. Ôi phan từ, còn mấy cục tạ nè. Hồi nãy mình khinh cục tạ khinh không nổi nè, để coi giờ. À ôi trời ơi cục tạ nó nghe hiều luôn. Bây giờ râu trắng à, ăn cái quỷ vô cái râu trắng mạnh hơn nữa là râu trắng đập cục tạ văng nè. Trời ơi mấy cục tạ này quăng cái một thôi. Rồi coi. Đập nè trời ơi cục tạ văng xa văng lên trời luôn, đâm cái một. Ok khoan từ, để leo lên trên coi. Trời ơi khó giờ tiệt, đường đâu leo ta. Rồi đấm bum. Ok rồi tạo cái đường đi nè. Đấm. Trời ơi đâu trắng đấm đến nỗi mà nứt luôn cả không khí luôn anh em ơi, ghê thiệt, nứt đất luôn. Từ từ để mình lên coi. Lên không được ta, ôi khó chịu quá. Từ từ đập cái này ra coi. Ok leo lên khó chịu quá trưởng. Ok leo lên nè. Rồi để xem coi, không biết là râu trắng mạnh đến nỗi có thể đấm bể cái trường này được không ta.
Ôi mình nghĩ chắc đấm được luôn á, tại vì râu trắng khỏe lắm mà. Ok để ra đây coi coi. À, bây giờ mình sẽ thử mình đấm thử cái trường rồi coi nha. Ôi biết đâu râu trắng là đấm nét cái trường luôn sao, đấm khỏi, đấm bởi cái trường này là khỏi đi học luôn. Ok ok từ 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 khoan từ để mình xem cái đó. Sức mạnh của râu trắng đấm nứt không khí, đấm 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 nứt cái trường luôn em ơi. Wow 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 từ từ đấm nè đấm nè đấm nè đấm nè đấm nè đấm nè đấm 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 nè trời đấm nè 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 trời xuyên quá rồi xong nét cái trường luôn anh em ơi, cái trường nét bét luôn, đặt bên đây luôn, đặt luôn, đấm luôn, đấm 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 trời ôi râu trắng mạnh đến nỗi anh em mà đấm á ha là nó sẽ dồn không khí lại, cái đầu nó tụ lên một chỗ xong rồi nó làm cho bể luôn cả tường xi măng luôn. Ô ghê ghê ghê. Ok và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu mà anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình, và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero đó chính là anh Mr. Vịt, Timmy TV và Camui TV để subscribe ủng hộ cho các thành viên trong team Hero nha. Và cũng đừng quên đăng ký ủng hộ cho những người bạn của mình nữa chính là Kyron TV nè, Mèo Simmy, Sammy Đào và Khang Dừa nữa nha. Ok bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, yêu anh em vãi nồi, tạm biệt.